Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em công nghệ 7 sách chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 5, trồng và chăm sóc cây cải xanh. Giờ như là học xong bài này mà sẽ thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một số loại cây trồng phổ biến. Tất cả bạn dùng kiến thức và thực tiễn có ý thức về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. Nhưng mình sẽ có hai anh em bạn này. Người em hỏi là anh biết cây cải xanh được trồng như thế nào hay không? Như vậy rau cải được sử dụng trong là nguyên liệu thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của gia đình chúng ta. Trong điều kiện chủ động được nước tưới và có máy che quản lý tốt dịch bệnh thì cây cải xanh có thể được trồng quanh năm. Sau khoảng 3 đến 40 ngày có thể thu hoạch hoặc là chuẩn bị cho mùa vụ sang. Như vậy là việc trồng cải xanh cũng không quá khó khăn. Được này, nếu chúng ta có những diện tích nhỏ như là sân thượng này hoặc là sân nhà thì các em cũng có thể trồng được nha. Giờ số 1 nhỏ mình sẽ học đến phần chuẩn bị. Khu vực trồng rau xanh có thể là một góc vườn hay là chậu khùng xốp có đục lỗ thoát nước bên dưới cũng được. Mình sẽ cần hạt cải xanh. Hạt cải xanh này các em có thể lên Shopee mua cũng được. Với khoảng cách giữa các cây là 5 cm và giữa các hàng là 10 cm gieo vào hốc. Có thể tính số lượng hạt giống cần chuẩn bị như sau. Số lượng hạt giống mình sẽ lấy diện tích đất chia cho tích của khoảng cách giữa các cây và khoảng cách giữa các hàng. Trong đó S chính là diện tích đất cần trồng tính theo mét vuông. A là khoảng cách giữa các cây theo mét. Và B chính là khoảng cách giữa các hàng theo mét. Chứ hết, sau đó mình sẽ chuẩn bị phân bón, chuẩn bị một số các loại phân như là phân hữu cơ đã được quen một, phân vi sinh và phân trùng quế, hạt ngô nghiền, chấu, phân khoáng từ nguồn tự nhiên là cho vôi bột bột đá. Mình có thể sử dụng cuốc xẻng không tưới hoặc là gáo tưới nước. Chú ý là chúng ta chỉ sử dụng phân hố có nguồn gốc hóa học khi thật cần thiết với liều lượng cho phép và bao bì hố thực bảo vệ thực vật phải được bỏ đúng nơi quy định. Như vậy chúng ta sẽ hạn chế sử dụng hố trừ sâu có nguồn gốc từ hóa học nha, vì thường là nó sẽ có nhiều độc hại. Giờ số 2 là yêu cầu kỹ thuật cải xanh được thu hoạch sau 30 đến 40 ngày hoặc là cây cao trên 15 cm. Cây cải xanh không bị sâu bệnh, lá cải nguyên dạng đều màu và có màu xanh đậm. Giờ ở đây mình sẽ câu hỏi ở đây. Câu hỏi số 1 cần thực hiện những công việc gì trước khi tiến hành trồng cây cải xanh? Thì mình thấy đợi trước khi tiến hành trồng thì mình phải chọn vùng đất trồng gieo đúng này. Chứ sau đó mình sẽ cần có hạt giống cải xanh. Hạt giống có thể mua trên Shopee hoặc là Lazada cũng được. Mình cần phân bón và nước, cần cuốc xẻng khùng tưới và gáo tưới nước. Câu số 2, người ta kia mô tả những đặc điểm để nhận biết cây cải xanh phát triển tốt. Thì mình thấy là cây cải xanh tốt là cây cải xanh không bị sâu bệnh, lá cải nguyên dạng đều màu và có màu xanh đậm. Câu hỏi số 3 là vì sao bao bì thuốc bảo vệ thực vật cần phải bỏ đúng nơi quy định? Thì mình thấy đây là bao bì nó sẽ có chứa cái thuốc bảo vệ thực vật, đây là một chất độc hại nhé. Nên chúng ta phải bỏ đúng nơi quy định để hạn chế gây ô nhiễm môi trường nguồn nước, tránh ảnh hưởng đến sự sống động vật thực vật, hạn chế gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Giờ như là mình trả lời câu hỏi số 1 tới số 3 như sau. Như vậy câu số 1 thì các em trả lời là mình phải chọn vùng đất trồng trồng gieo trước này. Sau đó mình sẽ chọn hạt giống cải xanh. Mình sử dụng chuẩn bị phân bón nước, chuẩn bị cuốc xẻng khùng tưới và gáo tưới nước. Câu số 2 thì các em trả lời là những đặc điểm nhận biết cây cải xanh phát triển tốt là cây xanh không bị sâu bệnh, lá cải nguyên dạng, đều màu, có màu xanh đậm. Câu số 3 các em trả lời là hạn chế gây ô nhiễm môi trường nguồn nước, tránh ảnh hưởng đến sự sống động vật và thực vật, hạn chế gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đúng. Giờ trả lời xong ba câu hỏi mình sẽ test bài giảng.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần thông tin. Trồng trọt theo phương pháp hữu cơ là sử dụng đất trồng, nước tưới không chứa chất độc hại, không bị ô nhiễm, sử dụng thuốc phân bón có nguồn gốc từ tự nhiên hữu cơ, không sử dụng các chất gây biến đổi gen hoặc là chất kích thích gây cây phát triển nhanh. Được này. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 3, quy trình thực hành 3.1 chuẩn bị đất trồng. Hình 5.1 mình sẽ chuẩn bị đất trồng. Như vậy đối với đất trồng khi chút lúc chuẩn bị tính ta nên sử dụng bao tay nha, không sử dụng bao tay chằng để chạm vào đất vì đất có rất nhiều là quy khực nguy hiểm, đúng không nào? Như câu số 4 người ta hỏi là quan sát hình 5.1 và cho biết trường hợp nào đảm bảo an toàn lao động trong khâu chuẩn bị đất trồng, vì sao? Như mình phải sử dụng găng tay để cho an toàn, đúng không nào? Như vậy câu hỏi này các em trả lời là trường hợp 5.1A thì đảm bảo khâu chuẩn bị đất. Vì đất có chứa nhiều vi khuẩn, đảm bảo môi trường sống cho cây cần phải đeo bao tay khi chuẩn bị đất nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Trong đất có rất nhiều vi khuẩn nha, chúng ta nên sử dụng găng tay cho an toàn. Giờ tiếp theo là bảng 5.1 các bước chuẩn bị đất trồng cải xanh. Số thứ tự số 1 xác định diện tích đất trồng, đo và tính diện tích đất sẽ trồng. Yêu cầu kỹ thuật là xác định được diện tích đất trồng. Thì diện tích đất trồng thì nếu mình trồng không trong hồng xốp thì mình sẽ tính diện tích trong mỗi hồng xốp và nhân cho số hồng xốp là được, đúng không? Bước 2 mình sẽ vệ sinh đất trồng. Đối với đất cũ đã trồng cây nên phơi khô đất trước khi trồng khoảng 1 tuần để loại trừ sâu bệnh. Thu dọn tàn dư cây trồng, dọn gốc rễ lá của cây trồng vụ trước, sau đó sẽ diệt cỏ dại. Đây hình minh họa. Yêu cầu kỹ thuật là đất không còn tàn dư cây trồng cũ và sạch cỏ dại. Bước thứ ba làm đất và cải tạo đất là làm đất tơi xốp. Đất trộn với phân bón đất, dùng phân vi sinh hoặc là phân trùng quế. Tỷ lệ phân bón là khoảng 0,8 đến 1,2 kg trên mét vuông đất trồng. Bón vôi, nếu đất bị phèn mặn thì phải bón vôi cải tạo với liều lượng khoảng 50-60 g trên 1 mét vuông đất trồng. Mình thấy là đất ở các vùng như là miền Tây thường hay bị nhiễm phèn và nhiễm mặn, nên mình phải sử dụng bón vôi để cải thiện cải tạo đất cho nó hết phèn, đúng này. Và yêu cầu là đất tơi xốp khoáng khí bằng mặt, không làm đất quá nhỏ vì đất sẽ bị dính chặt lại sau khi tưới. Bón phân đúng tỷ lệ và đất được khử phèn khử mặn. Tiếp theo là bước 3.2 là chuẩn bị hạt giống. Bảng 5.2 là các bước chuẩn bị hạt giống cải xanh. Bước thứ nhất là lựa chọn giống cải xanh. Đây là hạt giống cải xanh. Mình thấy là cái hạt giống nó rất là nhỏ, đúng không? Tí tẹo, rất là nhỏ. Kích thước hạt đồng đều, không lẫn với các hạt khác. Như vậy là khi muốn mua hạt thì các em, nếu mà các vùng quê thì mình có thể ra cửa hàng thực vật các em sẽ mua. Còn nếu ở thành phố thì mình mua có thể lên Shopee hoặc Lazada mình mua cũng được. Giờ số thứ tự thứ hai, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng. Mình sẽ ngâm hạt giống trong nước ấm, pha với tỷ lệ sôi là tỷ lệ 2 sôi và 3 lạnh từ 3 đến 4 giờ, sau đó vớt ra để vào giấy ẩm hoặc đổ trong túi ẩm qua một đêm, đúng không? Đảm bảo hạt đã hút no nước, nứt vỏ và nhú mặt. Bước 3 kiểm tra số lượng hạt giống, đảm bảo đủ số lượng hạt giống cho diện tích đất đã chuẩn bị. Giờ 3.3 là gieo trồng. Bảng 5.3 các bước gieo trồng cây cải xanh. Số 1 là xác định thời vụ, kích thước và mật độ gieo trồng. Trồng trong chậu có thể chủ động nước tưới nên có thể trồng quanh năm và gieo hạt thủ công. Chọn được thời gian và cách thức gieo hạt. Số 2 là kiểm tra chất lượng hạt giống sau khi ngâm ủ và đất trồng. Hạt giống đã được ngâm và nước mầm, đất đủ ẩm và tơi xốp. Tiến hành gieo trồng. Đặt hạt giống vào đất theo hình thức gieo trồng đã xác định ở bước 1. Sau khi gieo phủ một lớp đất mỏng, mỏng đất lên bề mặt hạt. Yêu cầu là khoảng cách giữa các hạt sẽ đều nhau và hạt được phủ một lớp đất mỏng không bị bụi sâu. Giờ tiếp theo là 3.4 chăm sóc cây trồng. Hình 5.2 là phun thuốc bảo vệ cây trồng. Mình sẽ quan sát hình A và hình B. Mình thấy là cái chú này phun thuốc khử khuẩn
mà không đeo găng tay, khẩu trang gì hết đúng không nè, không đeo đồ bảo hộ, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm đúng không nè. Còn hình B mình thấy là người này đã được bảo vệ an toàn bởi đeo sử dụng áo nè, găng tay nè, mũ nè, khẩu trang đầy đủ đúng không nè. Như vậy là câu hỏi số 5 quan sát hình 5.2 và cho biết trường hợp nào đảm bảo an toàn lao động trong chăm sóc trồng và cái cây việc trồng vì sao, thì mình thấy là hình B là đảm bảo. Như vậy câu hỏi này các em trả lời sao? Như là trường hợp hình 5.2b đảm bảo an toàn lao động trong chăm sóc cây trồng vì khu bảo vệ cây trồng rất độc hại đối với cơ thể con người, vì thế cần bảo hộ bản thân bằng cách mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo bao tay, đội mũ để tránh tiếp xúc trực tiếp với khu. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là bảng 5.4, các công việc chăm sóc cải xanh sau khi trồng. Công việc thứ nhất là tỉa giậm cây, thực hiện sau khi hạt giống đã nảy mầm khoảng 10 đến 15 ngày. Cây có khoảng 3-4 lá hạt. Mình sẽ tỉa bỏ cây yếu bị sâu bệnh ở chỗ cây mọc dày và trồng giậm cây chỗ vào chỗ hạt không mọc hoặc cây bị chết. Đây mình thấy là cái vùng này trống, mình sẽ giậm tiếp cây. Mình sẽ lấy những cây chỗ nào mật độ dày đó mình sẽ phủ qua cho nó đảm bảo. Đảm bảo khoảng cách bằng mật độ cây lớn, khoảng cách giữa các cây khoảng 10 tới 15 cm, khoảng cách giữa hàng từ 15 tới 20 cm. Tiếp theo mình sẽ làm cỏ và vun sớm nhổ cỏ trong chậu cây cải xanh. Sớm cho đất tươi xốp và vun đất vào nơi dễ cây không được vụ cánh. Đây, phần cỏ dại thì mình sẽ cần lổ bỏ. Đất sạch cỏ dại không có sâu bệnh và đất tươi xốp. Tiếp theo mình sẽ đến phần bón khúc. Bón khúc khi cây được khoảng 3-4 lá hạt, sử dụng phân trùng quế, phân hữu cơ, phân được pha vào nước bước để tưới cho cây định kỳ khoảng 5 tới 7 ngày một lần. Và mình sẽ bón khúc đúng thời điểm và đủ liều lượng. Tiếp theo là tưới nước và tiêu nước. Tưới nước ngày 2 lần, tiêu nước kịp thời và nhanh chóng. Như vậy nếu đối với những vùng xốp thường là phải đục lỗ phía dưới cho nước nó sẽ được tiêu ra ngoài không? Nó sẽ không bị úng lở. Nếu bị úng lở thì cây sẽ bị chết do khó dễ. Tiếp theo là phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh cho cây cải xanh. Đây, cây cải xanh đang bị bệnh. Thì mình thấy khi các em mà trồng rau cải thường rất dễ bị sâu bệnh tấn công. Nhất là những con bướm, khi nó thấy những cái đám rau của mình quá tốt thì nó sẽ đậu lên, nó đẻ trứng một thời gian, nó trứng sẽ nở thành sâu và lúc đó sâu sẽ tấn công vào cây xanh của mình. Đúng này. Mình sẽ đảm bảo cây không bị sâu bệnh và lá thân cây cải xanh còn nguyên khỏe và xanh tốt. Giờ tiếp theo là thông tin cây cải xanh thường bị các loại sâu bệnh hại như là sâu tơ, sâu xanh, đốm nhảy, bệnh lở cổ dại, bệnh đốm vàng, bệnh khối nhục. Đúng này. Khi trồng cây cải xanh này rất dễ bị sâu bệnh tấn công. Và tiếp theo là 3.5 khu hoạch, các bước khu hoạch cây cải xanh. Kiểm tra sản phẩm cây cải xanh đạt tiêu chuẩn cần khu hoạch chưa. Tiến hành khu hoạch có thể khu hoạch dàn hoặc là khu hoạch toàn bộ. Khu hoạch dàn có nghĩa mình sẽ cắt bẻ lá xung quanh phía ngoài cây để lại khoảng 2-3 lá non. Khu hoạch toàn bộ, khu hoạch theo hẹn. Yêu cầu kỹ thuật là cây cải xanh đã được trồng khoảng 3-40 ngày hoặc là cây cao trên 15 cm. Khu hoạch dàn thì cây phải còn lại 2-3 lá non để nó phát triển tiếp. Còn khu hoạch toàn bộ là không bỏ sót cây cải xanh trong phạm vi đã khu hoạch được này. Và thông tin thêm là trong thời gian 5 ngày từ khi gieo hạt phải đảm bảo đất luôn ẩm và khu vực gieo được che tạo ẩm dâm. Và mùa mưa cây dễ bị sâu bệnh nên cần kiểm tra để phát hiện và diệt sâu bệnh bằng cách bắt sâu hoặc sử dụng các thuốc trừ sâu sinh học. Khi sử dụng thuốc trừ sâu cần trang bị khiên găng tay, kính khẩu trang và kính bảo hộ. Như là khi còn trồng cây cải xanh, trồng dao này kia thì dễ bị sâu bệnh. Ngoài ra thì mình thấy là đất của mình sau một thời gian, ví dụ là hôm trước thì các em thấy không thấy gì, nhưng mà hôm sau thì mình thấy là có một cây nấm nó mọc lên rất là nhanh.
có một sợi cây nắng nhất màu đen khui, nó mọc lên rất nhanh. Như ví dụ như là chiều tối mình đơn lên lên mình chưa thấy cái cây nấm nào, sáng hôm sau mình thấy một cây nấm chà bá nó mọc lên rất là nhanh, nhất là đối với những cái đất tốt, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần luyện tập. Câu số 1 quan sát hình 5.3 và cho biết cây nào là cây cải xanh được đã được hướng dẫn trồng ở trên. Các cây trong các hình còn lại có tên là gì? Theo em thì cách trồng những cây cải này có giống trồng cây cải xanh hay không? Như vậy mình sẽ quan sát hình xem trong những cây này thì cây nào chính là cây cải xanh. Giờ mình sẽ quan sát kỹ nha. Hình A. Theo các em, hình A đây là cải gì? Nếu mà các em ở nhà mà các em phụ mẹ của mình hoặc là các em ăn cải, các em giao cải, các em hỏi mẹ của mình chắc chắn là các em sẽ biết cây cải này là cải gì, đúng này. Như vậy là cây đây là cây cải rồng, đúng này. Còn đây gọi là xà lách son. Xà lách son, đúng này. Mình thấy lá nó son son lợn này thì gọi là xà lách son. Tiếp theo đây là cải bó xôi. Tiếp theo là xà lách. Và tiếp theo sẽ là cải khuy, đúng này. Như vậy là hình F chính là cây cải xanh của mình. Như vậy câu số 1 các em trả lời như sau. Như vậy là cây cải xanh được hướng dẫn trồng ở trên chính là hình D. Các cây còn lại trong hình sẽ gồm có cải gồng, xà lách xoăn, cải bó xôi, xà lách và cải khuyên. Theo em cách trồng những cây cải này giống cách trồng cây cải xanh vì chúng vì đó đều là các cây xanh ăn, cây rau xanh ăn lá không? Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2. Theo em quy trình trồng cải xanh vừa học đã áp dụng các biện pháp trồng trọt hữu cơ như thế nào? Như vậy câu số 2 các em có thể trả lời như sau. Vậy mình thấy là trong quy trình trồng cải xanh thì người ta đã áp dụng các biện pháp trồng trọt hữu cơ gồm có không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ độc hại, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng chất kích thích phát triển. Như vậy là sớm giúp mang tới nguồn rau sạch an toàn chất lượng cho người tiêu dùng, đúng này. Như vậy là quy chơi cách trồng này còn người ta gọi là trồng trồng rau sạch, đúng này. Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng. Câu vận dụng dựa vào quy trình trồng cây cải xanh, em hãy tìm hiểu để thực hiện trồng chăm sóc một loại cây gieo đến khi thu hoạch. Giờ như là thầy sẽ trả lời câu vận dụng này như sau. Như vậy là ở đây thầy sẽ ví dụ là trồng cây mồng tơi nha. Thì cây mồng tơi nên được trồng từ tháng 1 tới tháng 5 dương lịch. Đất chuẩn bị làm sạch cỏ, bón vôi, cày đất phơi từ 7 tới 10 ngày. Sau đó mình sẽ lên luôn. Bón lót phân cho cây mồng tơi, chuẩn bị hạt giống ngâm nước ấm từ 3 tới 4 giờ. Vớt ra giữa sạch. Sau khi gieo trồng thì tưới nước ngày 2 lần làm sạch cỏ và bón phân. Giờ như là khi dùng thuốc bón phân, sau đó dùng thuốc hữu cơ phun cho cây để phòng trừ sâu hại. Giờ như là mình xong câu vận dụng nha. Giờ câu vận dụng các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video để biết các em hiểu bài.
Giờ cuối cùng mình sẽ đến phần ghi nhớ. Quy trình trồng cây cao xanh gồm có 5 giai đoạn: chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị hạt giống, gieo trồng, chăm sóc cây và thu hoạch. Quy trình trồng trọt nên thực hiện theo hướng canh tác hữu cơ để đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường bằng cách sử dụng các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ, phân có nguồn gốc thực vật. Khi trồng trọt, chăm sóc cây trồng cần sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động như là mắt kính, kính mắt, khẩu trang và găng tay. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho ông bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.